Dạ rồi, em xin kính chào tất cả cô chú và anh chị đam mê hoa lan trên toàn quốc nha. Thì hôm nay là phiên ngày 22 tháng 1 năm 2022 nha cả nhà nha. Thì hôm nay cái lan rừng Phú Thái thì em cũng về lại một số cái lan rừng nha. Thì hôm nay em về lại tiếp tục kiều Lộc Bắc nha cả nhà nha. Đó. Rồi kiều Tím miền Trung nha. Rồi kiều mỡ gà nha cả nhà nha. Thì hôm nay đặc biệt có 3 loại kiều nha. Kiều mỡ gà, kiều tím miền Trung và kiều Vương Lộc Bắc nha. Rồi em có quế tím nha cả nhà nha. Quế tím hôm nay hàng đang nụ nha. Toàn bộ là hàng cây cá nụ hết nha cả nhà nha. Rồi em có một hình sóc này. Sóc cây to, cây bự nha. Những cây xếp rất là đẹp luôn, cây rất là to luôn nha. Đó. Rồi một phần mỹ dung. Mỹ dung thì hôm nay có ít thì em gộp hết một đơn luôn nha. Những cây xếp trục rất là đẹp luôn cả nha. Đó thì em gộp hết một phần luôn nha. Phần này nó hơn 1 kg cả nha, lá rất là to luôn. À, thì một phần mỹ dung. Rồi có một cái bụi kiếm này cả nhà, một cái bụi kiếm hay đó là quá chất lượng luôn. Bụi kiếm này 10 kg nha. Đó 10 kg, một cái bụi kiếm 10 kg luôn. Nó ớt thì cái cây gì cả nhà, kiếm một khúc cây ớt vô này. Đó, nó tròn hết luôn nha, nó tàn, nó tròn hết, rất là đẹp luôn. Cái gì kiếm này giờ cả nhà mà ớt vô rất là đẹp luôn. Kiếm lô hội nha cả nhà nha. Đó, nói chung kiếm rồi luôn thì về cả nhà mình sổ thôi. Cái này lá rất là ngắn cả nhà nha, tầm 30 phân cả nhà. Đó, chiều dài của lá kiếm rất là ngắn luôn. Đó, thì cái gai tay của em lên này. Này rất là ngắn nha, rất là đẹp luôn. Một cái giờ kiếm này rất là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu cái bụi kiếm này trước nha. Thì đầu tiên cái bụi này 10 kg này. Đó thì em cũng bỏ này cân à, cả nhà mình thấy là 10 kg. Đó thì đây, một cái bụi kiếm như thế rất là tròn luôn, ốp vòng tròn nha. Đây giờ cả nhà kiếm có quay ốp vô để trong vườn nhìn tán vườn rất đẹp nha. Một giờ kiếm lò hội này nó là quá đẹp luôn cả nhà. Rồi cái giờ kiếm này em để giá 703 ship nha, một giờ một nha, 10 kg, nó rất là nhiều. Đây là tán vườn ho thì cả nhà mình coi nó sổ xuống ho thì nó cực kỳ là đẹp luôn. Kiếm rất là ngắn nha, kiếm tầm từ 30 phân, lá dài 30 phân, đó, rất là đẹp luôn. Rồi cái giờ kiếm này 703 ship nha. Rồi qua cái hình số 0 nha. Số công thì hôm nay có một hình quế trắng 8 cả nhà. Thì em quay nó hơi sớm á, thành thử em bật điện nó hơi cháy nha. Để giá 203 ship này, số công này. Đầu tiên là có một cây mè con này, xếp đục rất đẹp này. Đó, rất tiếc là cái lá ngọn nó bị gãy nha. Cái lá ngọn bị gãy chứ không phải là bị gãy ngọn nha cả nhà nha. Đó, một cây mè con rất đẹp luôn. Lá ngọn bị gãy thì nó lên lá mới thôi, không có phải như gãy ngọn thì nó lên ngọn mới nha. Một cây xếp đục này. Đó, một mè một con này cả nhà này. Rồi. Thêm đây một cây xếp đục nữa này, là 2 này. Rồi đây một cây nữa, xếp đục nữa này, là 3 này. Thì ba cái này cả nhà mình vô một mẹ ba con như thế này. Lên cái thế rất đẹp luôn nha. Đó, một mẹ ba con, trồng dưới cái này nó cây cao này mình trồng phía này cho nó lấp bước cái khoảng trống này. Đó, đây một mẹ ba con hàng quế trắng tháng 8 nha cả nhà nha. Xếp đục số 0 203 ship nha. Hình số 0. Quan số 1. Số 1 đây có kiều Vuông Lộc Bắc hàng thanh lý nha. Hàng nói chung hàng nó không có lá cả nhà, nó rớt lá. Này. Đó thì em cho qua xử lý. Đó, những về như thế này, về cả nhà mình lấy giống nha. Và làm những cái này về cả nhà mình trồng thì sẽ bọc mầm gốc lên rất là đẹp luôn. Đó, thành thế bây giờ nó không có lá thì nhìn nó xấu. Nó có những về rất là thân, rất là mập, rất là to luôn, rất là nặng luôn. Cái đống này 2 kg, hơn 2 kg cả nhà. Đó. Đây. Nó hơn 2 kg kiều Lộc Bắc nha cả nhà nha. Để giá hình số 2 để giá 300 nha. Hình số 3 nha cả nhà nha. À, hình số 1 nha, xin lỗi, hình số 1 này 303 ship nha, hơn 2 kg đó nha, rất là nặng luôn, một đống luôn, rất là nhiều luôn. Giờ cả nhà mình lấy giống nha, 303 ship nha. Em bán lỗ cái này nhập vô đã hơn 300.000 một kg đó. Giờ 2 kg này bán 303 ship nữa, hình số 1 nha. Rồi qua hình số 2 để giá 133 ship này, có kiếm bích thủy này, còn phần kiếm bích thủy này cả nhà này, một đống gặp hết luôn này. Giá 133 ship nha, một đống như thế này rất là nhiều luôn nha, 133 ship hình số 2. Rồi qua số 3. Số 3 đây có quế tím rồi cả nhà nha. Hôm nay về được mấy cái quế tím. Quế tím thì đây. Đó, có những cây rất là to cả nhà. À, thì đang nụ hết rồi cả nhà này. Đó cả nhà thấy nụ chưa? Đó, có cây hai ba nụ luôn. À, đang nụ như thế này hết nha. Có cây nụ dài. Những cây như thế này có nụ hết luôn nha. Đó, những cây chết. Và nói trước hàng của rừng á thì một số lá nó sẽ bị vận chuyển về nó sẽ bị dập nha cả nhà nha. Dập mà không đáng kể. Em sẽ lựa đá nụ coi nha, cái nào thấy nụ hết chưa, nụ hết này nha. Đây là 1 kg này, một phần này 1 kg này. Đó thì em đếm tầm như cái 1 này, 2 này,
3 này, 4 này, 5, 6 này, 7 này, 8, 9 này, 10 này. Cái này nó xoáy nó 2 ban đầu luôn các nhà. 11, 12, 13, 14, 15. Nó tầm 20 cây đấu lại nha các nhà nha. 20 cây đấu lại. Đó là quế tím nha. Đó thì đây, những cây như thế này, nụ ơi. Rất là nhiều nụ luôn nha. Thì hàng rừng thì không thể tránh khỏi những cái tình lá nó bị như thế này nha các nhà nha. Ba cho bạn chỉ có số ít thôi. Cái nụ này. Thì đa số cây nào cũng có nụ nha. Cái nhỏ là cũng có nụ này. Đó, cây như thế này nha các nhà nha. Tầm quế tím tầm này là cây là rất là to rồi nha. Đó, mình trước chứ còn hàng thì bây giờ đấy, nó nụ này. Đó, tầm này thì cây nó rất là to rồi. Đây đóng là 1 ký này. 250 bao ship nha. Đó là hình số 3 nha các nhà nha. 250 bao ship 1 ký quế tím. 250 bao ship nha. Đó, thì em có được 5 ký á. Cây thì có cây rất là to cả nhà, nụ này. Ừ. Những cây rất là to như thế này nha. Nói chung là solo nha, có to có nhỏ mà đây không có hàng giống như cả nhà nha, hàng đây chỉ hàng nhỏ vừa vừa như thế này thôi. Anh như thế này là cũng đã to rồi cả nhà. Còn những thế này thì những cây cũng có nụ hết nha. Nói chung là đa số là có nụ hết. Đây này, cây nhỏ nụ này, lú này. Đó, lú trắng trắng đó. Đó, đây, nụ đó, rất là nhiều nụ luôn nha. Nói chung là như là đa số cây này cũng có nụ luôn. Đó, những cây như thế này vẫn có nụ này. Đó. Rồi, 250 một ký 3 ship. Em được 5 ký. Đó, phần nào như hồi nãy cả nha. Đó, những cây này rất là bự luôn. Đó, thì vận chuyển những cái đầu lá nó sẽ bị dập cả nha. Đó, rồi 250 một ký 3 ship nha. Đó là hình số 3 nha. Qua hình số 4 thì đây. Sắp này, để dán 150 3 ship này. 1 ký cả nha. Cây to to không cả nha. Ship này, ship chi thiên này. Rất đẹp luôn nha. Một cây này. Hai cây này. Đó, cây này rất là đẹp luôn. Rất là bự luôn. Ba cây này, đó, cây này thì mình loại mất lá bằng chuyển giao bằng chuyển ở nhà, cái rất to này. Bốn cây này, năm cây này, đó. Sáu cây, bảy cây và tám cây. Tám cây này là một ký luôn cả nha. Để giá 150 ba ship nha. Sóc cây to không nha cả nhà nha. Qua số 5 thì có mì dung cả nha. Mì dung phần này hơn một ký cả nha. Tìm thấy giá 350 ba ship nha. Có những cây xếp rất là đẹp luôn. Này, một cây này rất là to luôn. Xếp phục vị luôn nha. Đây một cây nữa này, cây này thì quá tuyệt vời luôn nha. Xếp thẳng đứng luôn, hai cây này. Đây một cây nữa này, cây này lá rất là to cả nha. Đó là ba cây này. Đây một cây xếp là bốn cây này. Đây một cây nữa năm cây này. Đây cây nữa sáu cây này. Đó. Đây một cây nữa bảy cây này. Đó. Nhưng cây hoàn chỉnh thì mấy cái lá thế này nó dập dập như cái nhà nha. Nhưng bây giờ là cũng không sao đâu. Đó rồi đây thêm đây một cây nhỏ này. Hai cây nữa này. Nói chung 3 4 5 6 7 cây. 7 cây nhỏ như một đống cây lớn này. Nói chung cây cũng vừa vừa không có nhỏ cả nha. Đó, đây cũng có xếp này. Nó chỉ có mấy cây nhỏ thôi. Mấy cái này nhỏ nhỏ thôi nè. Đó, 2 3 cây nhỏ này, còn mấy cái này là tầm trung này. Đó, mấy cái này là mấy cây lớn này. Rất là nhiều nha. Một đống này hơn 1 ký luôn, những cây xếp rất là đẹp luôn. Đó, rồi 303 ship. Hình số 5 nha, 303 ship. Đây là mỹ dung già hư nha. Cả nhà mình lưu ý giúp em, cái mỹ dung nó khác với lại cây vanda nha cả nhà nha. Hai cây này thì nhìn quay qua video thì nó rất là giống nhau. Nhưng mà cái mỹ dung á thì đây, đa số là cây nó hơi bị ngã màu vàng vàng hơn cái cây vanda nha, vanda thường nó xanh đậm. Đó là đây, mỹ dung nha. Thì cái này nói chung là cũng nên cái lá của cái mỹ dung á nó dày hơn nha cả nhà nha. Em theo cái cảm nhận của em thì nó dày hơn. Dày hơn cái vanda. Đó, nhưng mà đặc biệt cái mỹ dung nó chỉ thơm, ho nó thơm vào ban đêm thôi nha, còn ban ngày nó không có thơm đâu. Còn các nhà bạn mua những cây khác mà nữa thì mà ban ngày mà có mùi thơm là chắc chắn là không phải mỹ dung đâu. Đặc biệt dòng mỹ dung này chỉ thơm vào ban đêm. Đó, rất là thơm luôn, phải nói là cực kỳ thơm luôn. Rồi hình số 5 303 ship. Rồi hình số 6 thì có kiều mỡ gà này cả nhà này. Đó, kiều mỡ gà thì nó về cái dòng này nó mọc trong vách đá cả nhà, về nó không có về to đâu. Đó, thân nó như thế này thôi. Thân nó rất mạnh mạnh nhưng mà điều cái được rất là nhiều về luôn, rất lợi luôn. Đó, thì nó mọc như thế này nha. Hàng thì em nói trước là em quay sao là bán vậy nha. Đó, cả nhà mình xem kỹ giúp em. Đó, rất là nhiều về luôn, về khóm nhỏ nhỏ thôi. Một phần như thế này là 150 em bao ship nha. Đây là kiều mỡ gà nha cả nhà nha. Kiều mỡ gà thì cái hoa nó màu mỡ gà hết, toàn cả cái bông hoa luôn nha cả nhà nha. Rất là đẹp luôn. Đó, kiều này thì cả nhà giờ nó cũng đang rất là hiếm đó nha. Giá 150 3 ship nha, một phần nha.
Rồi em có bốn bốn phần đó, mỗi phần như thế em luôn trước cái dề nó như thế này thôi nha. Đó, những dề khơm khơm nhỏ nhỏ như thế này thôi, dề dùng dụng rất là nhiều, nhưng mà cái này dề cả nhà mình trồng vô một chậu bự thì nó sẽ lên, mỗi dề lên những mầm gốc thì rất là nhiều thân tơ nha. Đó, một đống như thế này kiểu gì đó em quay như sao là vậy nha. Mỗi phần là 150, em bao ship kiểu mỡ gà, kiểu mỡ gà thì giờ cái giá nhập chung rất là cao cả nha. Đó là số 6 nha cả nhà nha. Đó thì số 7 thì đây, một đống kiều mỡ gà hàng giống này đó, rất là nhiều luôn, một ký hơn một ký cả nha. Hàng về dùng nhỏ nhỏ như thế này em trâu hàng giống nha. Đó, những về nhỏ nhỏ thế này thì cả nhà mua cái đống này thì nó là rất là nhiều luôn, về phải ghép nó rất là nhiều về luôn. Đây là kiều mỡ gà nha, kiều mỡ gà khác, kiều vàng khác, kiều vuông khác nha cả nhà nha. Nếu chung cái kiều vuông thì hoa nó gần giống như kiều vàng, mà đặc biệt cái kiều vuông thì cánh nó rất là trắng, trắng tinh luôn. Còn cái kiều vàng thì cánh nó cũng ngà ngà thôi, nó không có trắng tinh như là kiều vuông nha. Đó rồi, 330 chiếc viên một đống kiều giống nha, rất là nhiều luôn. Đó là hình số 7 nha. Hình số 8 thì đây, kiều tím miền Trung hàng giống, đây cũng một ký luôn ở nhà này, một ký hàng rời rời như thế này, về thì cái nhà mình cũng lấy giống thôi. Đó, lấy giống tiếp rất là lợi luôn, rất là nhiều luôn. Đó, một ký này 350 bao ship nha, kiều tím miền Trung nha, cái này là kiều tím miền Trung nha cả nhà nha, 350 em bao ship một đống luôn, rất là nhiều về luôn. Qua hình số 9 thì kiều tím miền Trung này, để giá tầm 63 ship này. Đó, có một về này cả nhà này, hàng tầm 25 phân, rất là đẹp luôn. 2 về này, 3 về này, rồi 4 về, 4 về thân rất là đều nha, em lựa thân đều cho cả nhà vô chậu cho nó cân đối nha. Đó, 4 về này giá 163 ship, hình số 9. Hình số 10 giá 150 3 ship này. Hình này có một về này, cũng 4 về luôn nha, 2 về này, đó, 3 về này, là 4 về. 4 về này giá cũng 150 3 ship. Hình số 10 nha. Hình 11 thì hình này để giá 170 3 ship này. Đó, hình này thì thân nó tầm 30 phân. Đó, một về thân tím mập rất đẹp luôn, một về này. 2 về này, đó, chiều cao tầm 30 phân nha. 3 về này có 2 thân. Rồi, đây một về nó 4 về. 4 về này rất đẹp cả nha này. Vô một chậu cũng khá là đẹp rồi cả nha. Giá 170 3 ship hình số 11. Hình số 12 thì đây, để giá 190 bao ship nha. Chiều cao tầm 35 phân cả nha. Đó, đây một kìa này. Đó, những thân hàng cắt tỉa rất đẹp nha. Những cái này trong reel nó bám nha cả nhà nha. Đây một kìa nữa là 2 này, thân tím liệm. Đây một kìa nữa là 3 này, hai thân rất là đẹp luôn. Đây, giá 190 bao ship hình số 12 nha. Có 3 gì. Qua hình số 13 thì để giá 260 bao ship này. Đó, những về thân tầm 40 phân rất đẹp luôn, hàng thân lá rất là nhiều luôn nha. Đó, cả nhà mình về đặt vô một cái cậu như thế này rất đẹp luôn. Đó, thế này thì có 3 về nha cả nhà nha, 3 về thân lá rất là nhiều, rất đẹp luôn này. Đó, 3 về này em nói là rất đẹp luôn, 260 bao ship nha, hình số 13. Rồi qua số 14, 4 thì đây có 3 về này cả nhà, thân dài tầm 50 phân, 50 phân trên 50 phân, kiều không được đẹp nha. Đó, thân dài này, 1 ký này, em bán lỗ cho cả nhà giá 203 ship luôn nha. Hình số 14 nha, có 3 về này, 3 về thân dài này. Đó, nói chung là đó, em quay sao bán vậy nha. Nhìn nó thân nó dài với lại cái lá nó bằng chuyển rừng vậy, nó bị như thế này không được đẹp nha. Em bán giá chỉ một ký này có 203 ship, 3 về. Bán lỗ hình này nha cả nhà nha, 3 về này 203 ship này. Đó là hình số 14. Rồi bắt đầu số 15 cho đây là kiều vuông Lộc Bắc nha. Đây có một cái về khủng long cả nhà. Về này nó hơn 2 ký luôn, hai ký mấy luôn, mà điều cái này là nó ít thân lá nha cả nhà nha. Đó, nó ít thân lá nhưng mà giờ cả nhà mình chăm kết mầm đó thì phun vô đây, phun thuốc kết mầm thì em bảo đảm nó nảy mầm tơ lên rất là nhiều nha. Đó, một về rất là to luôn này. Đó, một cái bảng này bề ngang nó gần 40 phân nha, 30 phân nha cả nhà nha, nó tròn luôn nha. Đó, một cái về này đó, rất là đẹp luôn, rất tiếc là nó ít lá nha, chứ cái về này mà lá nhiều thì những cái thân này về vẫn cho ho nha cả nhà, mình kết ho vẫn cho ho bình thường. Đó, vẫn cho ho bình thường nha, nó cho ho những cái mắt dưới này luôn cả nhà này. Đó, những cái thân trụ như thế này vẫn cho ho, về cả nhà mình kết ho là vẫn cho ho bình thường nha, không có vấn đề gì nha. Chẳng qua là nó bị rớt lá, nó
ở trên rừng này rất cá theo tự nhiên á, những cái dề nó được đẹp nha. Rồi cái dề này hơn 2 kg, em để giá 853 ship nha. Dề này cũng bán lỗ luôn cả nhà, tại vì ít lá quá nhiều không được đẹp mắt thôi. Đó, rồi hình số 15 giá 853 ship. Rồi quan số 16 thì hình này để giá 513 ship này, có một dề này. Đó, một dề với dề này đẹp rồi. Đó. Xong rồi. Đó, lá cũng khá là đẹp quá nha, một dề một nha. Dề này nó tầm chắc cũng hơn 1 kg đó. 1 kg mấy á. Rồi, để giá 513 ship này. Đó, một dề một nha, kiều vuông Lộc Bắc nha cả nhà nha. Rồi qua số 17, 17 hình dề này để giá 300 này. Em bao ship này, có một dề này. Đó. Một dề này 303 ship này. Thân dài tầm 50 phân nha, thân dài nhất tầm 50 phân. Đó. Một cái dề này. Dề cả nhà vô chậu cũng rất là đẹp luôn, rất là gọn luôn. Rồi 303 ship hình số 17. Qua số 18 thì hình một cái dề này để giá 250 này, em bao ship này. Cũng có một dề này cả nhà này. Đó, một dề này. Ừ. Như thế này nha cả nhà nha. Cái này thì em bị mắc nước thân là hơi ốm này. Đó, về cả nhà 100 căn nước là nó rất là mập nha. Một về một này. Giá 250 3 ship này. Hình số 18. Qua 19 để giá 170 3 ship này. Hình này có một về này. 2 về này. 3 về và 4 về. 4 về này cả nhà mình vô chậu này. Về nó ít thân nhưng mà nó rời rời như thế này, về cả nhà mình vô chậu thì cũng khá là đẹp nha. Tại chiều cao tầm 35 40 phân. 170 3 ship nha. Hình số 19. Qua hình số 20 thì đây, để giá 160 3 ship này. Một về này cả nhà, đó, về đi thằng nó mầm này, một về này, tầm cao cao tầm 25 phân. 25 phân nha, 2 về này. 3 về này. 4 về này, đó, 4 về này giá 163 ship nha. Hình số 20 nha. Rồi qua số 21. 21 hình này để giá 200 này, em bao ship này. Cũng kiều vuông Lộc Bắc nha. Nói chung cái thằng này hơi ốm. Mà được nhiều về nha, một về này. 2 về này. 3 về này, đó, rất là nhiều thằng. 4 dê này, 4 dê này giá 200 chiếc. Bóng như thế này về cả nhà mình vô chậu cũng rất là đẹp rồi, chiều cao tầm từ 30 phân đến 35 phân. À, rất là nhiều luôn, 21 200 chiếc. Qua hình 52, hình 52 để giá 180 này, em bao ship này. Có 2 dê này cả nhà, 1 dê này, 2 dê này, đó, thân nó hơi ốm nha, nó bị mất nước này, thân nó hơi ốm. 2 dê này giá 180 3 ship. Chiều cao tầm 30 phân đến 35 phân nha cả nhà nha. Rất là thích hợp cho chậu luôn. Đó là hình số 22 nha, 180 bao ship. Rồi thì phiên hôm nay em được bao nhiêu hình đó, thì cả nhà mình sưu tầm được hình nào thì alo cho em nha. Số điện thoại em có để lên tiêu đề cả nhà. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip em ạ. Em chào tất cả mọi người ạ.